Chanh giống các loại bạn ơi. Nhà mình có cả chanh tứ quý này, giống này, chanh ta giống này, và chanh vàng Mỹ nhé bạn nhé. Chanh vàng Mỹ thì có hai loại quả luôn bạn ơi. Một là loại quả tròn, hai là loại quả dài. Thì đây, loại này là loại quả dài, cái lá nó dài hẳn hơn này. Loại quả tròn màu lá nó khác các bạn nhé. Lá nó hơi tròn tròn và màu nó khác hẳn. Nhìn nó màu lá là phân biệt được. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây chanh vàng Mỹ, cây chanh ta, cây chanh tứ quý thì vui lòng alo ạ. Số điện thoại là 0977973535 bạn nhá. Số lượng rất nhiều. Đặc biệt là cái hàng chanh ta với cả chanh tứ quý bây giờ bắt đầu nó có hoa và nụ nhiều, từng chùm rất đẹp luôn ạ. Cảm ơn các bạn nhá.